Sự thật chấn động, Bính Thìn 1976, Phật trời che chở, đón cơn mưa tiền tài, cuộc đời giàu lên từ tháng 8 âm lịch. Hoan hỷ chào đón quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với KB Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi hàng tháng mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Lần đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý vị, có người ở nhà lầu, đi xe hơi nhưng từ sáng đến tối mặt mày ủ rột, nhưng cũng có những người chỉ cần ghế mây, trà nóng cũng đủ để ôm cả thế giới trong lòng. Vật chất, danh tiếng chỉ là vỏ bọc, sự tung hô, thừa nhận chỉ là những thanh âm dối lòng, chưa bao giờ làm nên những giá trị nội tại của con người. Ông bà ta thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mỗi người đều phải trải qua những quãng đường khó khăn, nhưng trong cảnh khốn cùng ấy vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu và sống đúng với lương tâm của mình thì may mắn và phúc báo sẽ tự tìm đến với bạn. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 được dự đoán là một tháng có nhiều may mắn, dồi dào về tài chính. Đón tháng mới, vận số của tuổi này có nhiều sự thay đổi rõ rệt trên cả bốn phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Được thần tài chiếu cố, lộc trời rơi xối xả vào nhà, giúp cho bản mệnh ăn nên làm ra, làm đâu thắng đó, không những đổi đời giàu có mà còn mua nhà to, sắm xe sang, tiền bạc chất đầy két. Thầy Tử Vi cũng chỉ rõ, trong tháng 8 âm lịch tới đây chính là khoảng thời gian may mắn, vượng khí nhất, giúp cho bản mệnh đạt được tất cả những gì ao ước bấy lâu, mở ra một cuộc sống hậu vận sung túc, ấm no. Trong chương trình ngày hôm nay, KB Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 8 âm lịch trên các phương diện, đặc biệt là hung cát mà quý vị sẽ gặp phải. Xin mời quý vị theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội đến với mình. 1. Tổng quan Tử Vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 8 âm lịch. Xem Tử Vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 8 năm 2024 âm lịch. Nếu Bính Thìn thường xuyên làm việc thiếu kế hoạch thì bạn thường xuyên rơi vào tình trạng hoang mang, không biết làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian quý giá của bản thân. Chính vì vậy, bạn thường lên kế hoạch cho tất cả mọi việc, từ việc ngày mai ăn gì cho đến việc đứa con tương lai của bạn sẽ học trường nào. Trong tháng này, nhị hợp xuất hiện đang hỗ trợ cho việc hợp tác, nhờ tìm được đối tác phù hợp, hậu thuẫn cho việc làm ăn hiện tại mà mọi thứ khấm khá hơn. Người tuổi Bính Thìn hãy vận dụng cơ hội và mối quan hệ đang có để đạt mục tiêu của mình đã đề ra nhé. Thế nhưng điểm yếu của bản mệnh trong thời gian này đó là thiếu quyết đoán, dễ thay đổi. Mỗi lần như thế lại khiến bản thân và nhóm làm việc của mình thiệt hại kha khá. Nếu bạn là người đứng đầu hãy lắng nghe ý kiến của mọi người trước khi quyết định và một khi tin và làm theo thì hãy tuân theo đến cùng. Người làm lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Hơn nữa bản mệnh còn rất quan tâm đến cấp dưới nên luôn giúp mọi người phát huy được hết các thế mạnh của mình. Xét về địa chi, Thìn gặp Dậu Lâm cục diện nhị hợp nâng đỡ. Người tuổi Bính Thìn duy trì được tinh thần làm việc tích cực và hăng hái trong tháng này. Bạn sẵn sàng tiếp xúc với những công việc hoặc lĩnh vực mới bởi bạn cho rằng đó là cơ hội rèn luyện bản thân. Với người làm kinh tế, những quyết định đúng đắn từ trước đó dần đem lại kết quả rõ rệt. Đồng tiền chảy vào túi mà bạn không cần phải quá vất vả. Bạn còn làm giàu được cho những người tin tưởng đi theo mình. Xét về thiên can, Bính Hỏa gặp Quý Thủy là chính quan che chở, vận trình sự nghiệp trên đà thuận lợi, mưu sự dễ thành. Người tuổi này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khởi đầu thuận lợi, những kế hoạch về sau cũng dễ dàng triển khai hơn. Bạn cần chú ý để nắm bắt cơ hội thể hiện mình. Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng. Khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục. Cứ kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân giúp sức, đạt kết quả khả quan. Chính quan sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước. Cơ hội tiến thân đã đến. Hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Người tuổi này thông minh, lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Gặp thiên thời địa lợi. Dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Nhưng nhiều cơ hội mở ra đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế, tránh để vụt khỏi tầm tay thì mới có thể giành được những thành quả ngọt ngào đáng tự hào. 2.
Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 8 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 8 tuổi Bính Thìn âm lịch, chính người tuổi này cũng có thể nhận ra rằng sự nghiệp của mình đang có những bước tiến triển đáng mừng. Khoảng thời gian này, bạn dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Chính vì vậy mà dù có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng vẫn có thể giải quyết được công việc một cách rất tuần tự, không bị lâm vào cảnh bối rối. Cách làm việc khoa học của bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Mọi người xung quanh cũng không ngại giúp bạn một tay, để bạn có thể gặt hái được những thành công lớn lao nhanh chóng hơn nữa. Có thể những khó khăn lường trước được khiến cho bạn trở nên do dự. Tuy nhiên, con giáp này cần cổ vũ bản thân cố gắng hơn, bởi chỉ có cố gắng, bạn mới có thể hoàn thiện bản thân, phát hiện ra thế mạnh của mình và gặt hái được thành công. Phương diện tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Bính Thìn trong tháng 8 âm lịch có những điểm sáng đáng mừng nhờ nhị hợp nâng đỡ. Túi tiền của bạn trở nên rủng rỉnh hơn hẳn, có đồng ra đồng vào, không cần phải quá lo lắng đến chuyện chi tiêu. Bạn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể người làm ăn buôn bán sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng và khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng nên ít khi xảy ra tranh chấp. Mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch mà đôi bên đã đề ra. Người làm công ăn lương kiếm được một khoản kha khá do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo muốn động viên tinh thần làm việc của bạn nên chắc chắn sẽ thưởng cho bạn một khoản tiền xứng đáng. Phương diện tình duyên. Tháng này, bạn tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh để nhiều người thấy được ưu điểm của mình. Vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy. Tuy nhiên, dù có đào hoa thế nào đi nữa, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân mình chân thành với người khác. Đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người rồi cuối cùng lại đẩy mình vào những mối quan hệ phức tạp, gây tổn thương cho nhiều người. Bạn cũng chớ nên quá nhẹ dạ cả tin, dễ dàng dành tình cảm cho những kẻ chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Trước khi quyết định đến với ai, bạn nên trò chuyện, tìm hiểu để hiểu rõ hơn về con người của đối phương. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo hơn trước. Bạn thấy đấy, nhiều khi chỉ cần những hành động rất nhỏ nhặt, chẳng cần đao to búa lớn gì, tình cảm của hai người vẫn sẽ được hâm nóng và cải thiện. Đôi bên đều có thể cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Bính Thìn được duy trì khá tốt trong suốt tháng 8 âm lịch này. Tinh thần lạc quan, tích cực giúp bạn giảm bớt được nhiều điều lo nghĩ, chăn trở, luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc và nhiệm vụ được giao. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, hãy luôn nhớ rèn luyện thể dục thể thao đều đặn, đồng thời ăn những đồ ăn thức uống cân bằng dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Kể cả là người trẻ tuổi đi nữa cũng không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng và thức khuya dậy sớm quá nhiều. Các bạn vừa xem xong chương trình luận đoán chi tiết tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 tháng 8 âm lịch. Hy vọng những thông tin giá trị này sẽ giúp mệnh chủ đón thật nhiều may mắn và tài lộc, đặc biệt hạn chế tối đa chuyện buồn, xui xẻo, tai nạn xảy ra, để từ đó chuẩn bị tinh thần chào đón tháng mới viên mãn hạnh phúc nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.